Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm nay toàn miền Bắc trời sẽ chuyển nắng dần từ sớm. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, khối không khí lạnh mới có cường độ rất mạnh tiếp tục tràn xuống nước ta. Các tỉnh miền Bắc sẽ phổ biến nhiều mây về đêm, mưa và rác xuất hiện trở lại. Sáng sớm mai có sương mù và sương mù nhẹ, ở khu vực ven biển có hiện tượng mưa nhỏ rải rác. Đến trưa chiều mai, các tỉnh thành phố khu vực phía đông bắc bộ mây giảm, trời chuyển nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay và ngày mai ở khu vực này sẽ tăng lên mức từ 23 đến 26 độ. Với các tỉnh thành phố khu vực phía tây bắc bộ vẫn tình trạng nắng sớm, nhiệt độ ngày cao từ 24 đến 27 độ, có một số nơi với mức nhiệt cao hơn. Dự báo từ đêm mai trở đi, miền Bắc sẽ bước vào một đợt rác diện rộng và rác đậm sẽ xuất hiện trong nhiều ngày tới. Với nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 10 đến 13 độ, vùng núi từ 7 đến 10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ và có khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết. Lưu xuống thời tiết miền Trung. Trong ngày hôm nay, toàn miền Trung sẽ chuyển nắng dần từ Bắc vào Nam. Dự báo trong ngày mai, thời tiết ở miền Trung vẫn chưa có nhiều biến động, không mưa, trời nắng ráo. Về tình hình nhiệt độ trong ngày hôm nay và ngày mai, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, nhiệt độ sẽ dao động trong khoảng từ 26 đến 28 độ. Vùng từ Quảng Bình trở vào đến Quảng Ngãi, nhiệt độ cao từ 28 đến 30 độ. Còn ở khu vực từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ sẽ ở mức từ 29 đến 32 độ. Dự báo từ đêm mai trở đi, ở Bắc Trung Bộ trời sẽ chuyển rét đậm rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Trung Bộ phổ biến từ 11 đến 14 độ. Lưu xuống phía Nam, cả hai khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trời nắng càng mạnh và thời gian nắng càng dài suốt cả ngày. Ở khu vực vùng cao Tây Nguyên, với nhiệt độ ngày hôm nay và ngày mai cho đến 3 ngày tới cũng tăng lên ngưỡng từ 29 đến 32 độ. Trong khi đó, ở khu vực Nam Bộ, nhiệt độ sẽ phổ biến trong khoảng từ 32 đến 34 độ. Trên biển, hiện đang tồn tại một vùng áp thấp ở khu vực phía đông huyện đảo Trường Sa. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, vùng áp thấp này sẽ di chuyển sang hướng Tây Tây Bắc và có khả năng mạnh thêm. Do ảnh hưởng của vùng áp thấp, khu vực giữa và Nam Biển Đông có mưa rào và dông. Có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 1m50 đến 2m50, biển động. Với khu vực phía Bắc của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa từ chiều tối và đêm nay cũng sẽ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, sau đó tăng lên cấp 6, giật cấp 7, biển động.